Đại hội có thu rồi. Ở ngoài mà. Dạ, xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn trên cả nước đã quay trở lại với phần cuộc sống thanh thơ Hậu Giang của chú anh chị. Hôm nay thì mình chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn một clip đặc biệt ha cô chú anh chị. Một clip hồi một clip mai tú quý. Hàng VIP ha quý cô chú anh chị nha. Hàng sưu tầm. Cây thì cây lớn nha cô chú anh chị, tàn thì đẹp luôn. Hôm nay khoảng mấy 6-7 cây gì đó cô chú anh chị ha. Chút xíu nữa thì gặp chị Sở Như cùng giới thiệu cùng cô chú anh chị nha. Hoành lớn không hoành như quý cô chú luôn. Vũ ơi. Rồi em xin chào người đẹp ơi. Dạ chào anh Nghiệp ơi. Rồi. Dạ chào quý cô chú trên mọi miền đất nước ạ. Rồi. Dạ hôm nay con về được 5 cây tứ quý, 3 cây tạng với 2 cây phôi, mong quý cô chú ủng hộ con ạ. Cây hoành lớn không phải không? Dạ cây hoành lớn không ạ. Này clip đặc biệt như quý cô chú anh chị. Rồi bây giờ là mình mã số gì đây? Dạ em quay dạ này mã cái mã số 1 nha. Mã số 1 ha. Dạ. Mã số 1 là cây tứ quý tàn thông lớn nha quý cô chú anh chị ơi, hoành lớn luôn ha. Cái này xây được không bà chủ? Dạ. Cái này xây được không? Dạ xây được anh. Một cái tàn kính xương đẹp luôn nha quý cô chú. Đế là không chống chỗ nào đâu, xuống ha quý cô chú. Cây này cây thuần chậu ha quý cô chú ơi. Thuần chậu phải không? Dạ, cây thuần chậu. Để đế dữ dằn luôn nha cô chú anh chị. Dễ ra quá trời. À, củ nở củ đặc luôn nha cô chú anh chị nha. Củ là tứ diện bắp bắp luôn ha quý cô chú, không thiếu mặt nào vậy ha. Đều hết ha. À, vàng xương này ha cô chú, vàng xương nhìn từ bên trong nha. Rồi, thông số giùm em đi nha. Hoành thân tại vị trí này là 54 ạ. Rồi, hoành là 54. Dạ, cái cũ của nó là khoảng 135 ạ. Dạ, 135 nha cô chú. Đường kính bầu của em nó là 75 nha quý cô chú. Rồi chiều cao như đây bà chú. Dạ cây này chiều cao khoảng 2 mét anh nè. Tán ngang khoảng 1m7. Dạ chiều cao rồi. Rồi cái mã số 1 giao lưu như vậy bà chú. Dạ cây này em bao phí 200 km em xin giao lưu với giá là 60 triệu ạ. Rồi 60 triệu nha quý cô chú anh chị ơi. Một cây hoành lớn nha quý cô chú. Vàng xương đẹp luôn rồi đó. Cái này là về là thuần chậu mình chơi luôn nha cô chú anh chị nha. Đang có trái luôn nữa nè. Nụ màu đỏ ha. Hết gì hết bông. Cây này em mới đem về ngày hôm qua quý cô chú ơi. Rồi bây giờ mình qua cây số 2 nha. Rồi. Phan. Dạ rồi, tứ quý mã số 2 cây khủng nha cô chú anh chị, cũng hàng thường chậu, cây này cốt rất là đẹp luôn, thoát thân cao nha cô chú nha. Rồi bể đế quá đỉnh luôn cô chú anh chị. Đế nơm gãy lực luôn ha. Đó giờ mình coi bể đế trước nha cô chú nha. Đấy, một quậy đế đặt đế nơm, hoành khủng luôn. Quá chừng cái bể đế. Bể đế này cao khoảng cái cổng ghế hơn ngàn của em nha quý cô chú. Bế này như cái nôm ốp xuống nha quý cô chú ơi. Rồi cái vàng xương của nó nha cô chú anh chị, vàng xương rất là đẹp luôn ha. Vàng xương kính đẹp luôn. Bốn mùa của anh nở nha quý cô chú anh chị. Lúc nào cũng có hoa hết trơn ha, vừa đỏ vừa vàng luôn. Rồi thông số giùm em nha chủ ơi. Dạ hoành thân tại vị trí này là 50 ạ. Dạ hoành 50. Cái đế sổ nôm nó là 29 nha quý cô chú.
hoành cũ đặc của nó là 160 nha quý cô chú ơi. Dạ. Khoảng 160. Rồi. Đường kính bầu dài nhất là 78 ạ. Thoát thân nó tới trên đó như vậy bà chủ. Thoát thân từ mặt bầu lên chi thứ nhất là 59 nha anh ha. Thoát thân quá đẹp nha cô chú anh chị. Cây này chiều cao là bắp nhiêu bà chủ ơi. Chiều cao là nhiêu vậy? Dạ, cao. Cây này chiều cao khoảng 2 mét anh. Tán ngang 1 mét rưỡi anh ơi. Dạ. Khai cho này như một cặp vậy ha. Một cặp. Rồi cây số 2 này giao lưu nhiêu vậy bà chủ? Dạ, cây số 2 này em xin giao lưu với giá là 50 triệu em bao phí 200 km ạ. Dạ, 50 triệu nha quý cô chú anh chị. Rồi, mình coi lại cái đường thân của nó nha cô chú anh chị. Cây thường chậu luôn phải không bà chủ? Dạ, cây này cũng cây thường chậu luôn quý cô chú ơi. Đường thân quá phê nha cô chú. Đi ngủ sao đi? Thì bởi vậy mới nói quay đầu đây. Sao mày? Quay lại đi nè. Chú ý bình lớn. Rồi, mình đỡ cây nha. Dạ rồi, hai cây là hai cây VIP và em còn một cây mây tứ quý tàn VIP tiếp tục nha cô chú chị, mã số 3 nha. Nó nghiêng rồi, nó bị nghiêng rồi. Hay à. À, bây giờ em quay nha. Rồi đợi xíu nha cô chú anh chị chỉnh cây lại cái nha. Không, tại cái bàn quay cái nó vậy đó. Dùm lên đi. Rồi em một dòng cây số 3 giùm em nha, cây này tàn rất là lớn nha cô chú anh chị. Tàn rất là đẹp, xương rất là đều luôn nha cô chú. Dưới cây lên này nè. Rồi. Đường thân này nha cô chú anh chị, thân lắp một bể đế, một củ đế nha cô chú anh chị ơi. Nó một củ đế đó nha quý cô chú. Nhìn mặt này nhìn giống dáng thú ha quý cô chú ơi. Quá chừng cái đế nó lực nha cô chú anh chị. Chú quý mà bự củ đế gì dạng xương gì giờ cũng khó kiếm lắm ha quý cô chú. Đó, quá chừng cái bể đế luôn ha. Thân nó sẵn luôn nè. Rồi, dàn xương này nha cô chú. Rồi, thông số giùm em luôn nha. Cho chiều cao trước đi bà chủ ơi. Dạ, chiều cao cây này khoảng 2 mét rưỡi anh ơi. Cả 2 mét rưỡi, chiều cao 2 mét rưỡi, tán ngang chắc cũng cỡ 2 mét 2, 3 gì quá. Dạ, tán ngang khoảng 2 mét 2. 2 mét 2. Rồi, vô anh ha. Dạ. Này này em đo 2-3 vị trí nha quý cô chú. Hoành gì đâu bự dữ trăm mấy nè. Dạ hoành thân tại vị trí này là 66 ha. Dạ hoành là 66 vị trí này nha cô chú chị. Ngay dạ em lên ngay trên cái eo là 53 ha dạ. Quý cô chú. Hoành hồi nãy là ngay cổ rễ nha quý cô chú anh chị. Dạ. Hoành đế phải không? Ủa, cái gì vậy? Cái này em không biết đo hoành đế hay sao nữa. Thì đo hoành đế thì đo đại ở ngoài luôn chứ sao. Đây, rồi kéo giùm em đi. Đây, kéo thả luôn đi. Dạ. Đế, cây này thuần chậu nha cô chú. Dạ, cây này nếu mà đo hoành đế vậy là khoảng 160 nha. Dạ. 160-170 nha quý cô chú. Nhìn mặt này hình như, y như hai con thú ha, con thú nha quý cô chú, hai chân trước, hai chân sau ha. À, đừng kính bầu giùm em nha. Dạ. Đường kính bầu dài nhất nó là 74 nha. Dạ, đường kính bầu là 74. Thoát thân từ mặt bầu lên đến chi đầu tiên là 46 nha quý cô chú. Dàn xương này nha cô chú. Rồi cái này mình giao lưu như đây bà chủ. Dạ cái này em xin giao lưu với giá là 40 triệu em bao phí 200 km luôn ạ. 40 triệu ha cô chú anh chị. Cũ hết biết luôn ha quý cô chú. Đợi chị vô chị ôm em coi thử ra chị nha. Ôm thử cho em, ôm coi cái đồ đó. Rồi. Bị đế này cái cọng rễ nha cô chú anh chị ha. Bự lắm luôn. Một củ tròn giống như đế thú như cái mình thú nha cô chú anh chị chân trước ha. Cái sao có cái đuôi nè. Nhìn cái thấy giọng lắc nó rất là nhiên ha quý cô chú.
Rồi, 40 triệu mã số. Mã số 03. Rồi, mình đổi nha. Dạ rồi, mã số 4 là một cây tàn thứ quý luôn nha cô chú anh chị. À, cây này phong tàn rất là cao luôn ha. Dàn xương đó nè cô chú anh chị nha. Dàn xương ha. Cái này là tam tài tứ quý luôn nha cô chú anh chị. À, ba thân tam tài mà tứ quý luôn. Quá đỉnh luôn. Một cây phong thủy tốt, đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Để như con thú nó đang nằm vậy đó ha. Đế tứ diện luôn ha quý cô chú ơi. Yeah. Đế không thiếu nha. Đủ hết à. Vàng xương này ha cô chú ha. Xương đều luôn. Rồi thông số giùm em ý nha bà chủ. Hoành thân tại vị trí này là 43. Dạ hoành là 43. À. Rồi. Em đo đế cái... quá đẹp luôn. Chi nhỏ nhất. Chi nhỏ nhất là 25 ha quý cô dạ, chú. Chi nhỏ nhất là 25. Đây tam tài nha cô chú, 1 2 3. Mà mai tứ quý đó, vừa tam tài mà vừa tứ quý luôn nha cô chú. Đường chính bầu của nó là 65 ha quý cô chú. Dạ. Thoát thân từ mặt bầu lên tới chi đầu tiên là 51 ạ. À. Dạ. Tổng chiều cao như bà chủ ơi. Dạ chiều cao coi này khoảng 3 mét đó quý cô chú, tán ngang 2 mét rưỡi 3 mét luôn ha. Tán ngang mà có cái chẳng nữa trời. Lâm thấy ớn thiệt. Hơi dấp anh ơi. Cây này giao lưu như đây bà chủ. Dạ cây này em bao phí 200 km, em xin giao lưu với giá là 13 triệu ạ. Dạ 13 triệu nha quý cô chú nha. Đó. Dạ. Một cây hoành tráng trong sân nhà luôn thấy cô chú anh chị. Rồi cái này mình bao ship như đây chủ. Dạ 200 km bằng dạ. Mấy ghê luôn anh ơi. Bao ship 200 km luôn hết cô dạ. Chú anh chị nha. Cái này mà em bao bưu điện chắc cỡ 5 triệu quá. Rồi bây giờ mình chuẩn bị chuyển nha. Dạ. Nó đi một vòng nữa nha cô chú nha. Anh ơi. Anh lấy cái bàn quay em để cái đó nè. Cái bàn quay lụng á. Cái bàn quay lụng á. Không, cái bàn quay lụng á. Cái nổi thân dừa không à. Dạ, rồi mã số 6, mã số 4, số 5 chứ. Mã số 5 nha cô chú anh chị. Là một phôi mai tứ quý dáng cực nha cô chú anh chị. Tàn thông luôn nha. À, xây ra một vòng như bà chủ hoành đế khủng luôn. Cây nó vót rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây búp măng mà nâng cây nữa ha quý cô chú. Này nó từ trên nó xuống nguyên một cái cây, cái dáng rất là phê luôn nha cô chú anh chị. Cốt cành đóng tứ diện hết trơn luôn ha. Cây này là cây tứ quý nha quý cô chú anh chị. À, cốt chi nó đóng ha. Tứ quý mà cây này là hết bàn ha quý cô chú. Cộng đế rất bỏ đều lực không ha quý cô chú ơi. Cái thân nhìn rất là phê luôn nha cô chú anh chị. Đường thân nữa. Thóc thân khá là đẹp luôn. Đế đều tứ diện luôn nha cô chú anh chị. Cây thuần chậu luôn phải không bà chủ? Dạ cái này thuần chậu luôn anh. À, đế tứ diện luôn ha cô chú anh chị, cây thuần chậu ha, khỏi lo ha. Rồi cho em thông số nha. Hoành thân tại vị trí này là 56 nha. Dạ hoành là 56. Rồi tới không? Chiều cao của nó là khoảng 1m6 thôi quý cô dạ, chú. 1m6 là tính tới tới đột thon phôi thôi nha cô chú. Chị bỏ à. Bỏ cái tược lên nha, tược chủ dạ. Lên ha. Đường kính bầu của em nó là 60 ha. Thoát thân từ mặt bầu lên tới chi đầu tiên là 53 quý cô chú. Em đo cái chi đầu tiên này của nó nha. Dạ, chi đầu tiên là được 23. Dạ 23. Cho em một vòng nữa nha. Rồi, cây tứ quý này mình giao lưu như đây mã số 5 bà chủ ơi. Dạ, cây tứ quý này em xin giao lưu với giá là 35 triệu ạ. Dạ, em cũng bao phí 200 km thôi ha quý cô chú. Cũng rất đáng sưu tầm hết cô chú anh chị. Dạ, cái thằng này là cây sưu tầm ha quý cô chú ơi. Đó. Okay, nếu mà ai trong nghề kiển là gặp cái này là đi không nổi đâu quý cô chú.
Rồi, cô chú anh chị thích cái nào liên hệ số điện thoại chị Như giúp kênh nha cô chú anh chị nha. Bây giờ em coi lại từ trên xuống dưới cái đường thân phê quá. Này cốt chi đóng ha cô chú anh chị. Đóng đều tứ diện ha quý cô chú ơi. Ở đây cái tàn nó rất cân đối luôn ha. Cái bụng nó nở chỗ này luôn, đã lắm nha cô chú anh chị. Cây thuần chậu luôn nha quý cô chú nha. Rồi mình đổi luôn ha chị. Dạ. 35 triệu phải không? Dạ 35 triệu. 35 triệu. Dạ mã số. Mã số 6 nha cô chú anh chị ơi, cũng hàng đỉnh luôn nha cô chú anh chị. Cái này cũng có 102 luôn nha cô chú anh chị ơi. Hàng sưu tầm luôn nha. Quá đỉnh cái bể đế hết hồn luôn, một cái cây dáng trực ha. Có cái ở dưới này là em cũng không biết gọi là sao luôn nữa mà một cốt trực lên rồi bên đó có nhánh ra. Nó này gọi là gì bà chủ? Cây này hai thân anh ơi. Chi cành đóng bậc thang lên nhịp nhàng từ dưới lên ha. À, đóng nhịp nhàng, dạ. Nhịp nhàng từ dưới lên trên phải không? Dạ, cũ cũ đặt nó là cái bệ đế. Không thiếu công nào hả quý cô chú ơi. Luôn nha cô chú anh chị. Không thiếu công đế nào hết trơn ha. Cái cây quý này dám có cả trăm năm dám có nha cô chú. Quá dạ. Chừng. Cái này không tới đâu anh Nghiệp ơi, khoảng 70-80 năm. Này cô chú chị nha, nhìn cái đường da nó láng ha. Nó láng nè. Mà bề hoành ngang của nó giống như một vệ đế thú luôn cô chú anh chị. Quá trình cái này mà khó mà sưu tầm được lắm nha cô chú anh chị ha. Cái này em hên em sưu tầm em mua mới có cái này á anh ơi. Em chiều cao luôn nha. Dạ. Ok. Cây này là sống khỏe không quý cô chú? Okay. Hỏi an tâm hỏi em sống khỏe không ha. Dạ. Chiều cao của em nó là 130 ạ. Dạ. Hoành tổng hai cái nha cô chú anh chị. Hoành của em nó ở đây là vị trí này là 63 ha. Dạ. Rồi 639 nút luôn. Bể đế đặt luôn nha cô chú chị, đâu đặt luôn đi bà chú ơi. Xiết giùm em luôn nha. Đặt luôn. Xiết luôn. Rồi. Ok. Cũ đế đặt nó khoảng hơn thước dây quý cô chú ơi. Rồi 1,5 m đi, tính mét rưỡi đi nha cô chú anh chị. Tính mét rưỡi như cái con thú luôn vậy đó. À. Đường kính dài nhất của nó là 63 ha quý cô chú. Rồi, cái thân nó dáng trực rất đẹp luôn. Cái này rất là già cây. Cái này mình mã số 6 giao lưu như đây bà chủ. Dạ, cây mã số 6 này em xin giao lưu với giá là 40 triệu, em bao phí 200 km luôn ha. 40 triệu nha quý cô chú anh chị. Hồi tứ quý ha, cốt chi đóng đẹp luôn. Hoành bự luôn ha. Nhìn cái bệ này hết có biết rồi. Này rễ gói ha. Quay ghiền luôn á cô chú anh chị. Rồi cho em số điện thoại Zalo lại nha chị. Dạ số điện thoại của em là 0939100240. À. Rồi vậy chào hết luôn. Còn nữa không? Dạ hết rồi, cây số 6 này là cuối clip rồi anh ơi. Dạ. Rồi dạ. Vậy chào hết em nha. Dạ rồi. Xin cảm ơn quý cô chú ạ. À. Dạ. Rồi em xin cảm ơn cô chú anh chị luôn. À, clip này gồm 6 cây mai tứ quý, clip đặc biệt nha quý cô chú anh chị. Clip có 102 của kênh từ đó tới giờ luôn. Mong cô chú anh chị các bạn yêu thương ủng hộ ha. Hàng sưu tầm hết cô chú. Cốt chi nè, cốt chi bên này nó đóng tượng nhịp nhàng luôn hết cô chú anh chị ha.